Ha, mình tiếp tục lại và cái thuộc tính kế tiếp ha bạn ha, mình nói về cái bóc sơ đồ, tức là mình đổ bóng cho một cái đối tượng nào đó. À, sau khi mình làm đường viền cong rồi ha, thì tới đây mình sẽ cho nó là cái bóc sơ đồ. Đây, đúng không ạ? Mình sẽ tùy chỉnh trên cái dạng bóc sơ đồ này. Thì thầy sẽ lấy lại cái bài minh họa trên cái radius này và mình sẽ xài lại cái dạng là cái radius cũ ha, tức là cái dạng này. À, ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái độ bóng cho nó. À, ở đây thì nó có thể tùy chỉnh được cái bóng dưới hoặc là cái bóng bóng trên, đúng không ạ? Bóng trên. Thì bây giờ thầy sẽ bỏ vô thêm một cái thuộc tính nữa, một cái class nữa ha. Chẳng hạn như là cái class gọi là bóc. Bóc sa đồ. Đó à, bóc sa đồ. Ở đây mình sẽ bổ sung vô cái thuộc tính nó gọi là bóc ha các bạn ha. Thì ở đây các bạn thấy nó có cái bóc sơ đồ, thì trên bóc sơ đồ này á thì lần lượt mình sẽ có cái tốc độ, cái màu đầu tiên á thì các bạn thấy đó là cái màu của cái bóng, à cái màu của cái bóng ha. Rồi tham số kế tiếp của nó mà mình cho là cái tham số 10 pixel ha. Rồi ở đây mình cho nó 10 pixel và mình cho nó là 5 pixel. Rồi lần lượt mình tìm hiểu ba thuộc tính sau. Rồi. Bây giờ mình để vô cái box shadow ở chỗ này. À, mình refresh click lên nha các bạn ha. Refresh click lên. À, mình cho nó cái box shadow vào trong đây. Rồi bây giờ mình mới chạy lên mình coi ha các bạn ha. Chạy lên coi cái hình của mình nó đổ bóng chưa. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tùy chỉnh nha, tùy chỉnh để coi bốn cái tham số của nó, ba tham số của nó còn lại ở đây. Ở đây thì cái màu thì mình không lý luận rồi ha. Còn hai tham số này. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn bật chuột phải cho nó dễ nhớ, tức là kiểm tra phần tử. Thì trong cái phần học bài các bạn note lại giùm thầy bốn cái tham số của nó. À, thầy sẽ đi tìm tới cái thằng này đó, thầy chọn nó thì ở đây nó có cái box sơ đồ. Cái việc đầu tiên là thầy chỉnh cái tham số thứ nhất. À, tham số đang để là 10 đây ha, mình chỉnh nó lên bằng cách là mình dùng cái phím mũi tên để mình tăng nó lên. À vậy thì cái con 10 này nó đang canh bên nào ạ? À? À, canh theo cái tọa độ trái trái phải à, đúng không ạ? À? À, đây rồi nếu mình cho nó bên đây nó là con số âm thì nó chạy qua đây, thấy không ạ? À? À, vậy là hiểu rồi ha. Rồi, nó canh theo cái tọa độ của nó đây. Rồi cái thằng bên đây chắc chắn á, là cái này là cái trục rồi ha, thì bên đây thì nó sẽ tăng theo cái gì? À, trên và cái à, dưới không à. Vậy thì ở đây á, cái tọa thứ nhất là left right ha. Rồi ở đây á, là top mà gì, top và bottom, và cuối cùng à, cuối cùng ở đây tức là cái độ phân giải đậm lợt của cái hình nào. À, nếu mình đậm quá trừ một thì nó không còn, đúng không à? Mình có giảm biến thiên nó đi đó, thì các bạn thấy cái độ nó mờ đi đúng không à? Đây. Rồi. Đây là cái màu ha, đây là cái màu. Thì trên cái màu này mình có thể mình cho nó một cái màu ví dụ như FF không à, nó chuyển qua cái màu ở đây. Vậy thì ở đây mình có thể điều chỉnh được trên cái này chưa ạ? À? À, trên cái border radius ha, và cái thuộc tính kết hợp với cái thuộc tính là bóc bóc shadow. Rồi, giờ để lại ở đây thì rõ ràng ở đây mình có canh tùy chỉnh của nó, đúng không ạ? Ở đây canh tùy chỉnh của nó à, mình biết cách canh rồi cái gì phải không ạ? Biết cách canh rồi. Tức là cái này nó đại diện cho cái gì ạ? À, nhớ bài ạ. Cái top và cái gì, à xin lỗi, cái này là cái left và cái right, đúng không ạ? Cái này là gì ạ? Cái này là gì? À cái này là cái bottom và cái top, đúng không ạ? À? Và cái này là cái gì ạ? À? Cái này là cái độ tương phản, cái độ bóng mờ sáng mờ của cái background của mình, tức là cái độ bóng á, cái hình ảnh cái độ bóng ở chỗ này. À, nó có bốn tham số của box shadow, thấy dễ sử dụng không ạ? À? Rất là dễ sử dụng. À bây giờ mình sẽ bổ sung ha. Thì bây giờ mình làm cái bóng á là so ra mình muốn làm được cái bóng trong. À hồi nãy á thì trên nghĩa mình đặt ở đây á
là nó gọi là cái bóng ngoài, à, nó có cái bóng trong của nó, tức là dạng này nè các bạn, đó ở đây nè, ở đây. Thì giờ mình muốn cho nó đưa vô bên trong của nó, đưa vô bên trong của nó, thì ở trên cái thuộc tính của nó đó, ha, ở trên cái thuộc tính của con box sơ đồ này, à, mình sẽ có một cái nó gọi là in, inset, cái từ khóa inset, đó, inset. Thì trên cái inset này là cái bóng này nó đổ bên trong của cái đối tượng, đổ bên trong, à, mình chạy trở lại đây, thì mình thấy nó nằm bên trong của đối tượng ở đây, và mình có thể canh lại cái đầu bóng của nó, đây, inset nằm chỗ này, thì nó giống như cái bài tập ở đây. Thường người ta kết hợp với cái đội bóng để người ta làm rất là đẹp ở đây. Thì hôm nay thầy trình bày trên cái thằng thẻ border này á, là thầy quay hai phim. Cái phim thứ nhất á, là thầy nói về cái border, thầy nhắc lại ha. Thì cái border á, thì nguyên thủy của nó mình làm cái này là ba cái, mình đủ khung thôi. Còn bắt đầu mình có cái đường viền á, thì mình thông qua cái thuộc tính là border ra radius với những cái tham số ha. Và bây giờ mình muốn đổ bóng cho nó thì mình sử dụng cái thuộc tính là gì? Box box shadow. Đúng không ạ? Rồi, thầy sẽ tiếp tục quay một cái đoạn phim ở đằng sau, tức là thầy trình bày về cái border in may. À, tức là thầy nói về cái này. Đúng không ạ? Rồi. Thì trong khi làm bài á thì các bạn có thắc mắc cái gì ha thì các bạn cứ gửi mail về cho thầy ở cái địa chỉ này. À, hẹn gặp lại các bạn ở cái phim sau. Chúc các bạn làm bài tốt nha.